Đi nào à? Hơi nhiều người già. Người già rồi các bạn, không nhiều béo mà nó chưa. Nên chưa hồi người ta nói nhiều họ. Nhưng mà cũng là nhiều. Lắp nó đi. Con nào ạ? Con thịt kìa. Đấy, để em nặng cái này. Đây này, để em nặng. Ngồi nha. Tôi phải lỗ rồi mà. Đào rồi thì nhập vào nhà mình được. Nhưng mà nó vẫn ở trong đúng không? Ừ. Nhanh lên đây. Cái này bị gãy mất. Tí mình sửa lại cái này cái. Này này anh ơi. Anh ơi lấy cái này sang bên này. Em lấy cái túi. Lấy cái túi đựng. Không cần cho nước đi nhỉ. Thôi chứ, tôi sao tiếng hết. Cái chút nhập cái rồi đó. Kết đi nhỉ. Che bé quá thôi em ạ. Cái này thôi. Này thả đi. Cái này thả đi. Giờ mình đo lại cái cây kìa. Này. Ừ. Có cần đo đâu mà. Chọc vào luôn này. Ừ. Chọc. Đây.
Chào gì? Ừ, chào chào Yến Mạnh. Đà Mạnh. Chào Yến Đà. Ôi, anh Tu Năm ơi. Không được đâu. Ừ, bé quá. Thôi, đi thả. Ôi vào bàn tay luôn nhỉ. Cái con này mới lớn. To hết, lấy hết. Ui, con này to. To chưa? Thế. Ui, con này chảy máu rồi. Hai con này nó lấy nốt. Ui, con to thế. Con này con bé, này nướng ăn ngon lắm ạ. Được rồi. Lại lại thả đi, thả đi. Thả đi. Ôi, mấy con bé bé lại thả cho nữa. Mấy con bé cho nó đi. Rồi, xong rồi. Con này to nhỉ. Ui, gai chọc em bố ạ. Thế thôi nhỉ, muộn rồi. Bẩn hết rồi. Ui, con này bé bé này thả đi nhỉ. Ừ. Thế thôi, tháo đi. Tao, anh rửa lại cái đây. Ui, cái này không rút được ra rồi. Buộc. Buộc rồi. Cuốn luôn. Cuốn luôn đi. Anh lấy đi.
Bà đi đâu về bà? Bà đi nhặt tóc về. À, nhặt tóc. Nhặt tóc rồi. Bắt cá. Bắt cá đâu nhiều cô không? Bán một con cho bà. Dạ. Không, cháu mang đi nướng ấy cô ạ. Bà, vâng. Cháu mang đi nướng về cháu mới bán. Để em cúi. Qua đường này đi nhỉ? À, đi về cho nó đi. Thiêu tập phùn, thiêu vào này. Thì to thế. Mẹ mình đi, mình ướp xong mình mang đi bán nó được mãi luôn. Ừ. Bán kia nó rẻ quá. Sống à. Có cái nhiều gì tàu phù quá. Tàu phù quá. Rồi, cái này để đâu? Nếu không, đổ vào đây để dừa lấy cái chậu kia. Anh đi làm cái đi. Đi xếp, xếp đá. Thank you.
Em bổ cá nhá, anh làm luôn nhá. Sắp xong chưa em ơi?
Lò thế chắc được rồi nhờ. Ờ, cao bằng này thế nhỉ. Cho nó đủ mặn là được. Ừ, thiệt đấy nhỉ. Được lửa ở trong đấy mà. Thì treo nó cho nó ráo nước. Thank you.
Ôi. Về hộ em một tí. Không vào đây để nó khô đấy. Cái tôi hao nhé. Thuốc mà. Để cho nó khô đi nào ơi. Mấy thử cái nát. Hết rừng rồi đấy. Ủa trông có vẻ hơi tươi vậy.
xuống kia đấy. Tìm mà cào hậu à? Ráo ráo một tí được nhỉ? Này khô rồi. Trong này một tí. Nóng quá nhỉ. Này, cho cả nhịp tiếp này. Này, này cho nó tốt. Còn to để ở dưới nha mấy mấy. Mấy khô rồi. Đấy. Này có cả tổng. Sao? Này sẽ phải đốt quật à? Nóng thế. Nóng quá. Ừ. Anh lấy cái đuôi này. Ôi. Để em đi rửa. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng đã chuyển. Là chú mình ăn, các chú mình ăn. Là đứa này nè. Tí nữa, để nó khô tí nữa. Ngồi bên này. Được chưa? Nóng phết. Nóng quá. Ăn lấy cơm à? Cái canh tí. Cơm này sáng nay gói vào. Nấu. Cơm. Ăn thử ăn. Không có ăn nhé. Mặc cho. Anh gửi cả, anh gửi xương cho anh. Được rồi. Được. Được. Rồi, anh ăn đi. Thích ăn đồ cá. Ngon.
thì nó khác thôi. Không còn một lần nữa. Ôi mà to là chui vậy cả. Chảy như tuần gì mà các bạn ạ. Từ nhẹ nhẹ thôi. Ôi, cái này tí đè vào nhau là không hỏng được, không hỏng được. Sợ đấy. Đấy. Từ từ thôi nhá. Từ từ để. Thì không được em. Em để cho nó không thể đi nó bị vỡ. Ui là đẹp này. Ui. Ui. Thơm thật đấy. Con này mình để lại nhỉ. Để nhà ăn nhỉ. Ừ, để lại nhà. Để lại nhé. Cất đi. Thế băng này đi bán rồi. Em đi chợ luôn này. Em đi chợ luôn nhé. Không ăn này, đi về ăn đi.
Dạ. Em đi chợ nhá. Ngay nhá. Ừ. Đi luôn không tí muộn. Đi về sớm nhá. Ừ. Cá tươi ấy, em lấy về cá tươi ấy chị. Thích ăn chị lấy cá. Được chưa? Mai thì làm ngon. Sạch chưa? Không được chị, em không mang được bao nhiêu. Đi đâu? Tự nhiên không đâu. Không đâu một tí nào tự nhiên gì đâu. Ừ. Không biết cô không? Dạ, xin em tao nhiều quá. Lắm chuyện lắm nhỉ. Không, chị ăn thử đi, bóc ăn thử xong. Con nào cũng như con nào à? Bóc ăn miếng này. Yến. Ăn con nào cũng như con. Ngon nhỉ? Gặp à, chị gặp à. Có vàng nhỉ? Bây giờ chị mình ăn. To nhỉ, cho cá trên số to thế nhỉ? Con nào nướng vàng vàng nữa? Vâng, chị xem đi, xem con nào nướng con này này. Chị thấy như kiểu con này ngon ngon hơn đấy. Con nào lấy đi. Thế con bên dưới ấy. Ờ, thế chị lấy. Con này cháy. Đây, thế chị. Đây là con này. Chị lấy hai con à? Ừ, hai con. Đây. Hai con về ăn. Thế, ok. Ừ, ngon đi nhỉ, sốt. Cái này có cái giám đấy nhỉ, có rau giám đấy nhỉ. Đấy, 100k. Em cảm ơn nhé. Thank you. Con mèo nó ngay cả. Em cảm ơn chị nhé. Xong tưởng cá đấy chị. Vâng, con nào? Con bên dưới rồi đúng không? Ừ. Con bên dưới, con này. Con này à? Một cá nướng. Đi, à Bi ơi.
À, rồi đi cho người. Đi cho mang về. Bác ạ. Em đã về nhà. Bà Bin. Con 50.000. Ôi, đang cao hung không? Cầm túi cho thím. Alo, ai vậy? Không biết. Hả? Về kèm nướng lại và cho nó nóng. Cảm ơn nhé. Vâng. Đi học về là anh kia nhớ nhớ là một con của em đánh nốt mà mình cũng đang lên thế đây chị cần này về thì chị nướng lại cho nó nóng được cho em nướng chín 50.000 chị em cảm ơn nhé yêu nhé.